Misa trong tôi là nơi tốt nhất đất Việt, bao là thông tin tiện ích giúp đỡ cho mọi người, bao nhiêu là phần mềm. Các anh chị đang nghe Misa Sử Ký, bản đầy đủ đã có trên misa.com.vn, chuyên mục công ty. Một chặng đường đã đi qua, 25 năm tận tình tiện ích tin cậy, nào kế toán phần mềm quản lý nhà hàng giờ đây ta đã có Misa lo rồi. Chuyện kể về loài gấu, tác giả Phan Minh Đức, nhân viên Viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ MISA. Các bạn chắc đều biết tới gấu là một loài vật mạnh mẽ, to lớn, với những cú tát nguy hiểm, những hình ảnh bắt cá và lấy mật ong nhỉ. Những chú gấu đó thường có bộ lông màu nâu, màu đen hay là trắng. Vậy có ai trong mọi người nhìn thấy một chú gấu màu vàng chưa? Không phải là chú gấu Pooh mà các bạn nhìn thấy trong phim hoạt hình đâu nhé. Vì chú gấu này không có thật, mà chú gấu vàng tôi nói tới ở đây lại có thể gặp mặt, chạm tay và nói chuyện nữa cơ. Nếu chưa gặp chú gấu như vậy, các bạn có thể lắng nghe câu chuyện về hang gấu, nơi có toàn những chú gấu vàng của tôi. Hang gấu mà tôi phát hiện một cách tình cờ thông qua một bài viết tuyển thành viên trên Facebook. Với sự tò mò, tôi đã ứng tuyển để có thể tham quan hang gấu này và cũng mong muốn được hiểu biết thêm về những chú gấu ở nơi đây. Thật may mắn, tôi đã được qua vòng xét hồ sơ và phỏng vấn. Được gia đình gấu chấp nhận và làm thành viên học việc, tôi được hiểu nhiều hơn về những chú gấu lạ lùng này. Tuy hầu hết gia đình gấu đều ở trong hang từ sáng, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, nhưng các hoạt động trong hang luôn tất bật, chứ không như những loài gấu khác khi trong hang chúng lại chỉ thường ngủ thôi. Trong hang gấu này, tôi được học hỏi về tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình của những thành viên trong gia đình. Tôi chủ động hơn trong mọi công việc tại đây. Mỗi ngày trong hang gấu đều là một ngày mà tôi học hỏi thêm được nhiều điều mới. Khi tới đây, tôi mới hiểu rõ tinh thần chủ động trong công việc là gì. Tinh thần luôn chia sẻ ra sao, bởi không có một chú gấu nào bị bỏ rơi khi đang loay hoay với công việc của mình cả. Nếu một chú gấu nào đó gặp khó khăn, chú gấu ấy sẽ hỏi những thành viên xung quanh. Nếu chưa giải quyết được, thì chú gấu ấy sẽ hỏi những chú gấu đầu đàn có nhiều hiểu biết hơn. Những thành viên trong gia đình gấu vàng luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khác, nên những chú gấu lính mới trong hang luôn tiến bộ rất nhanh. Hang gấu cũng rất rộng rãi, hiện đại với nhiều phòng. Mỗi phòng là một nhóm các thành viên của gia đình với công việc được phân công riêng. Căn phòng đầu tiên tôi được vào khi gia nhập đó là phòng đào tạo của những chú gấu vô cùng nhiệt huyết, năng động và dễ thương. Chính căn phòng này đã truyền tinh thần hết mình, xả thân tới tôi, giúp tôi không còn ngần ngại lo nghĩ mà sẵn sàng hết sức vào công việc cũng như các hoạt động khác. Có điều đặc biệt với căn phòng này đó là chỉ có một vài thành viên cốt cán trong phòng, còn lại toàn là lính mới như tôi. Tuy nhiên, nếu gặp những chú gấu ấy, các bạn sẽ không thể phủ nhận được sự thân thiện và dễ thương của những thủ lĩnh này trong phòng đâu. Bên cạnh phòng đào tạo là phòng của những chú gấu giữ trong mình trọng trách xử lý và lưu trữ thông tin của khách hàng làm việc với hang gấu, đó là phòng dữ liệu khách hàng. Những chú gấu tại phòng này sở hữu những tuyệt kỹ bí mật, chuyên phục vụ cho việc tính toán và lưu trữ dữ liệu mà tôi chưa thể biết tới. Căn phòng thứ ba của hang cũng chính là căn phòng bí hiểm nhất khi tôi bước vào đây. Đó chính là phòng nghiên cứu công nghệ. Gấu vàng không chỉ biết lấy mật, bắt cá bằng kinh nghiệm, mà tại đây, những chú gấu còn nghiên cứu những công nghệ tiên tiến mới nhất để đưa vào ứng dụng, cải tiến kích thước, nâng cấp công cụ của mình. Nơi đây còn là tập hợp của những bộ não khủng nhất của hang, theo lời của một nàng gấu nói với tôi. Hang gấu được lãnh đạo bởi một đầu đàn tài giỏi, khiêm tốn đã cho tôi thấy cách thức nhìn nhận vấn đề, hướng suy nghĩ khi muốn giải quyết những vấn đề đã có và rất nhiều điều khác mà tôi cần học hỏi. Cuối cùng là những phòng họp, nơi mà những thành viên trao đổi thẳng thắn, cởi mở để có thể giải quyết được những vấn đề mà hang gấu đang gặp phải. Tuy nhiên, không chỉ về công việc, những chú gấu trong hang cũng hết mình với từng hoạt động khác nhau. Các bạn đã ai thấy gấu đánh bóng bàn, gấu bắn súng sơn chưa? Hay những chú gấu có thể kéo co, kiệu đồng đội chơi game? Nếu chưa thì đây là những hình ảnh về chú gấu mà tôi đã kể. Những chú gấu đặc biệt đó không chỉ làm việc mà còn chơi hết mình nữa. Vâng, những chú gấu vàng mà tôi kể đó chính là những nhân viên của công ty cổ phần MISA. Hang gấu mà tôi giới thiệu đó là Viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ của công ty, nơi mà tôi cũng như hơn 70 bạn fresher khác được đào tạo và làm việc. Và viện trưởng, đầu đàn của hang gấu, anh Nguyễn Thanh Tùng là người lãnh đạo của viện, người đưa ra những chỉ đạo sáng suốt, và anh cũng là một người anh gần gũi với tất cả mọi người. Tuy chỉ mới làm việc tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ MISA được hơn 4 tháng, nhưng tôi đã cảm nhận ở nơi này một sự thân thuộc,
như một gia đình khác của mình vậy, nơi mà mọi người giúp đỡ nhau trong công việc, thẳng thắn chia sẻ những kiến thức của mình thông qua các buổi seminar, nơi mọi người có thể tâm sự những việc thường ngày giữa giờ nghỉ ngơi. Tôi là một fresher và tôi sắp được trở thành nhân viên chính thức của công ty. Điều đó làm tôi luôn thấy mình có khả năng làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ, và tôi luôn giữ tinh thần làm việc hết mình với công việc. Không có điều gì không biết, chỉ có những thứ mà ta chưa biết thôi. Mong rằng câu chuyện về hang gấu Misa của tôi, nơi tôi được đào tạo và làm việc, có thể tạo thêm động lực, truyền được cảm hứng cho những bạn chưa tới công ty có thêm sự tò mò và mong muốn trải nghiệm môi trường của Misa, môi trường fresher mà Viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ Misa đang có. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy cùng đến với Misa, niềm vui chứa tràn ngập tràn, sáng tạo cống hiến đam mê, gọi tên Misa ơi bạn ơi, tin cậy tiện ích tận tình, truyền giao những công nghệ mới, năng động chu đáo hết mình, đổi thay sánh vai cùng Nam Châu. Chuyển giao những công nghệ mới, ta đi Đà Ra Misa, đổi thay sánh vai cùng Nam Châu. Misa 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 Misa. Welcome to so happy food and energy. Misa Misa, let's go on so loud. Misa Misa Misa, devoted passion creation, chất phụ nụ chí nị chí. Misa Misa, we're full of new technologies, dynamic and soulful. Misa Misa, we're from heart chinking with the world.